Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Lương Nghệ Linh. Lương Nghệ Linh sinh vào ngày 28 tháng 9 năm 1965, nghệ danh cũ là Lương Bội Linh, là một diễn viên của Hồng Kông. Cô được khán giả biết tới với vai Nhậm Doanh Doanh trong bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ vào năm 1996 do TVB sản xuất và phát hành vào năm 1996 dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Ngoài ra thì Lương Nghệ Linh còn tham gia vào hai bộ phim truyền hình khác là Đánh Lửa Tình Yêu vào năm 1998 và Kim Ngọc Mãn Đường năm 1999. Sự nghiệp diễn viên của cô dường như bước vào giai đoạn thoái trào. Nhiều năm sau đó thì cô không hề tham gia bất cứ bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào nữa mà trở thành nhân viên kinh doanh mặt hàng thuốc đa cấp. Năm 2002, Lương Nghệ Linh đã trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo, sau đó thì cô xin vào Học viện Thần học Hồng Kông để học tập. Trong thời gian này thì cô có tham gia làm người dẫn chương trình cho một tiết mục truyền thanh của Đạo Tin Lành Hồng Kông, đồng thời cô còn tham gia một số bộ phim nghiệp dư do giáo hội. Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Lương Nghệ Linh đã theo đoàn làm phim đến Úc để tham gia một tiết mục truyền hình. Trên đường đi, chiếc xe của đoàn của cô đã bị tai nạn giao thông. Cô và một nhân viên nhiếp ảnh bị văng ra khỏi xe và bị thương nặng. Lương Nghệ Linh phải nằm viện hơn một tuần mới lành vết thương. Từ đó về sau thì thông tin về diễn viên Lương Nghệ Linh dường như không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nữa. Mãi đến ngày 26 tháng 5 năm 2009, sau cái chết của Michael Jackson, trong lúc tìm lại những bức ảnh của Michael Jackson ở Trung Quốc thì người ta nhớ tới Lương Nghệ Linh với bức ảnh cô chụp cùng chung với Michael Jackson. Theo thông tin từ website của những người hâm mộ cô thì hiện tại cô vẫn đang làm việc tại Giáo hội Cơ Đốc giáo Hồng Kông. Có thể nói vai diễn thánh cô Nhậm Doanh Doanh của Lương Nghệ Linh là một trong những vai diễn kinh điển nhất trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, cũng như vai diễn đề đời duy nhất trong sự nghiệp của cô. Lương Nghệ Linh là một trong những hoa đán được chú ý từ những năm thập niên 1980 bởi gương mặt lanh lợi cùng đôi mắt to tròn. Trong những năm đó, Lương Nghệ Linh còn là tên tuổi mới được các nhà làm phim săn đón hết mực. Cô bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm vào năm 1987, đã được giao cho những vai diễn đầu đời trong bộ phim truyền hình cũng như tham gia quay video ca nhạc của Thiên Vương Hồng Kông lúc bấy giờ. Với lối diễn xuất tự nhiên và chân thật, Lương Nghệ Linh đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả và các nhà sản xuất cũng đánh giá cao về khả năng của cô. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó vì bên cạnh những lời khen về diễn xuất thì đa phần khán giả lại không đánh giá cao về nhan sắc của Lương Nghệ Linh. Bởi trong thời điểm đó thì hàng loạt sao nữ như Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Thiền, Quách Khả Doanh hay Lương Tiểu Bằng đều chiếm ưu thế hơn vì họ có ngoại hình vượt trội hoặc vai diễn ấn tượng. Nhưng với Lương Nghệ Linh, có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười đối với cô. Trong suốt 9 năm thì Lương Nghệ Linh vẫn dậm chân tại chỗ với một sự nghiệp an toàn và bền vững. Dù vậy nhưng cô vẫn có vị trí riêng ở trong lòng khán giả. Năm 1996, khi TVB quyết định chuyển thể tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung thành phim thì lúc này sự nghiệp của Lương Nghệ Linh đã thay đổi hoàn toàn. Cô may mắn được nhà đài chọn vào vai diễn Nhậm Doanh Doanh, sánh đôi bên cạnh Lệnh Hồ Sung, Lữ Tùng Hiền đóng và đã tạo thành một cặp đôi kinh điển cho đến ngày hôm nay. Sau khi nhắc tới thánh cô của Tiếu Ngạo Giang Hồ, không ai mà không nghĩ đến ấn tượng sâu đậm mà Lương Nghệ Linh để lại cho khán giả. Có thể nói, vai diễn Nhậm Doanh Doanh của Lương Nghệ Linh không được đánh giá cao về nhan sắc, nhưng đổi lại cô đã truyền tải thành công về tính cách tuyệt vời của nhân vật. Đó là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, có phần kiêu ngạo nhưng cũng rất si tình và đáng yêu. Bằng tất cả kinh nghiệm tích góp từ lúc mới bước chân vào nghề đã giúp cho Lương Nghệ Linh làm nên một Nhậm Doanh Doanh tuyệt vời như thế. Đây cũng là vai diễn đề đời duy nhất của cô, cũng như cứu cánh của cả sự nghiệp diễn xuất trong suốt ngần ấy năm. Ít ra, những công hiến của Lương Nghệ Linh vẫn được khán giả ghi nhận và Nhậm Doanh Doanh là người đã đem đến sự thành công cho cô. Cái tên Lương Nghệ Linh được đổi từ sau khi phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, bởi lẽ trước đó cô cho rằng cái tên Lương Bội Linh đã khiến cho cô quá lận đận, nhưng rồi tên Lương Nghệ Linh cũng không thể giúp cho sự nghiệp của cô tiến triển thêm chút nào. Sau Tiếu Ngạo Giang Hồ thì Lương Nghệ Linh đã tiếp tục thừa thắng xông lên tham gia một số bộ phim cổ trang khác, đáng chú ý là bộ phim Kim Ngọc Mãn Đường. Tuy nhiên, vai diễn này quá đỗi bình thường và không đạt được sự thành công như cô mong đợi vì Lương Nghệ Linh đã mang bên mình cái bóng của Nhậm Doanh Doanh quá lớn. Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm 2000 thì Lương Nghệ Linh đã kết hợp hết hợp đồng với TVB, cô đổi thành nghề người truyền giáo.
Những năm sau đó thì cô ấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông báo chí, thậm chí nhiều người không khỏi hoang mang trước sự mất tích đột ngột của Lương Nghệ Linh. Đến năm 2004, Lương Nghệ Linh quyết định tham gia một bộ phim điện ảnh trước khi rời khỏi làng giải trí. Cô cho rằng đã đến lúc mình cảm thấy không còn duyên với nghiệp diễn và muốn tập trung cho công việc truyền giáo. Về cuộc sống đời tư của Lương Nghệ Linh khá kín tiếng. Trong suốt 17 năm lao động nghệ thuật thì người ta cũng không hề hay biết về chuyện tình cảm của nữ diễn viên. Hầu như Lương Nghệ Linh không mấy có tin đồn về tình cảm với nam diễn viên nào. Một người chỉ biết cô là một nghệ sĩ thực thụ, luôn chăm chỉ và cố gắng trau dồi kỹ năng kịch diễn xuất với mong muốn phát triển sự nghiệp, nhưng có vẻ thành công chỉ đến với cô một lần ở trong đời. Vốn dĩ tin tức về Lương Nghệ Linh đã ít nay còn khan hiếm hơn, người ta chỉ biết rằng hiện tại cô chưa kết hôn và vẫn sống một mình ngày qua ngày. Sau khi từ giã màn ảnh, năm 2006, Lương Nghệ Linh có dịp sang Úc quay một chương trình truyền hình. Cô đã bị tai nạn nghiêm trọng khiến cô bị gãy xương. Sau đó mất khoảng một thời gian thì cô mới quay về Hồng Kông để tiếp tục dưỡng thương. Vào tháng 8 năm 2016, truyền thông Hồng Kông đã bất ngờ gặp hình ảnh Lương Nghệ Linh chống nạng khó khăn đi lại ở trên đường, khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng về hoa đán một thời. Ngay lập tức thì báo chí đã liên lạc với nữ diễn viên để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Cô cho biết, cách đó không lâu cô bị trượt chân ở cầu thang nên đã bị thương, cộng với vết thương cũ của tai nạn năm 2006 khiến sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Lương Nghệ Linh chia sẻ, mọi công việc của tôi đều phải làm ở nhà, tôi cũng nghe lời bác sĩ và cố gắng điều trị, sức khỏe cũng đang dần được phục hồi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Bên cạnh đó thì khán giả cũng mong mỏi sự trở lại màn ảnh của Lương Nghệ Linh, nhưng cô thẳng thắn chia sẻ, hiện tại tôi đang theo học đạo Cơ Đốc, tôi tin vào Chúa và không nghĩ đến chuyện gì khác, và lúc này kể cả việc quay lại đóng phim. Một số thông tin thân cận cho biết, ở tuổi ngũ tuần thì Lương Nghệ Linh đau ốm nhiều hơn, vì vậy cô không đủ sức khỏe để theo đuổi diễn xuất như ngày trước. Thỉnh thoảng thì bạn bè đồng nghiệp cũ ai nhớ đến Lương Nghệ Linh thì sẽ mời cô dự sự kiện hoặc tham gia làm MC của vài chương trình nhỏ khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.